để vô, để tôi vô tôi test thử công ban nữa. Ồ, cái trụ sở mà để tiếp tướng nó bên nào ta? Ông bên này là bên nâng chip rồi, cái chỗ mà để tiếp tướng là bên nào ta? Làm sao mà để ấn vô tiếp tướng cho nó nhanh mấy ông? Ở đây à, đây đây đây. Làm sao mà để mình ấn vô mình tiếp tướng á, mình tập cái skill của nó á. Anh không biết tiếp con Buri, anh không có hạt tiếp Buri. Anh có hạt gửi mấy anh em vô gửi ơi, tôi tiếp cho à, đây 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 chỗ tập, đây chỗ tập skill đây mấy anh em. Đây để vô tôi quýnh thử gameplay rồi. Đây đây. Uầy. Lưu tinh quyền. Uầy, Mỹ sao chưa kêu này? Có biển hình. Uầy, uầy, uầy. Nước chảy đá mòn. Ui nhạc đã quá nè. À, nó tích tích này là cái gì? Cái này lên. Không, cái này nó phải tích stat gì đó mấy ông, cái này tôi thấy nó tích stat gì kìa. Từ từ tôi đang mở vị cây rồi, từ mấy ông đợi tôi xíu. Mẹ hiện chỉ kìa cái vị cây à. Ủa, vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Là sợ tên nè, à, không biến dạng đồ gì à. Ủa, vậy thôi à, gây khống chế à, gây hiệu ứng nhiều à, gây khống chế à. Ủa, mày gây gây hiệu ứng khống chế vậy thôi hả? Ôi mày sao nhạc nhạc nó hay cái vậy? Ủa má nhạc hay cho đã, xong mai đánh tôi gậy bản quyền đi nha. Lộ quá nhạc cho cố vô mai đánh bản quyền đi. Sao skill của ông ban nhìn 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 nó, nhìn nó phèn cái vậy? Sao skill nhìn nó phèn cái vậy? Anh đè skill 3. À tích tích stat trong đè skill 3 đúng không? Tích đủ anh thấy nó cộng dồn stat này rồi rồi e. E có điều đâu? À chú ba là đè đè skill 3, nhầm 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 mấy anh em đè skill 3. Ủa skill 3 có đè được đâu? Tôi thấy nó có đè đâu? Đâu tôi đâu thấy nó đè gì đâu mấy ông nội. Tích đẩy cục chân thanh đúng không? Rồi tích đẩy cục đúng không? Là con này không có ultimate à? Rồi tích đầy rồi nè. Ôi lưu tinh quyền. Ôi quay 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 rồi 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 được rồi được rồi. À con này không có ultimate nè. À vậy con này không có ultimate nè. Là ultimate nó là cái chi số 3, là chi số 3 luôn rồi. Tích đầy là được đá à. Con này không có ultimate nè. À được 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 rồi 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 rồi. Hiểu rồi. Võ thuật. Rồi, đầu tiên là võ đấm thường trước, mày đấm thường tới chết. Rồi tích stat. Rồi rồi. Được được được. Mẹ con này nhìn lướt skill animation nhìn cơ bản vậy. Rồi rồi. Mẹ con này quấn stun, mẹ con này quấn stun khó chịu gì. À đây nè, chặn đồ luôn nè, đấy đấy. Ôi mẹ block luôn kìa. Cho block skill luôn nè đi. Nước chảy đá mòn. Rồi. Ủa sao trong đây không cho tiết ultimate? Ủa, vậy là lỏ rồi, lỏ rồi. Để ra test skill, ra test ultimate mấy anh em, để ra test ultimate mấy anh em. Để ra test cái skill ultimate mấy anh em, sao mà nó phải có cái nó phải có cái tê chứ, tôi tưởng nó không có cái tê. Rồi, test học skill. Nó cho nó có cái ultimate, để coi thử cái ultimate này nào. Rồi. Ủa, mấy cái animation con này đẹp quá mấy ông ơi, mẹ bên này nó vẽ là animation đẹp quá. Cái gì là normal order tab này. Rồi. Ôi mẹ, đây đây.
Normal Order Tag level 5. Giữ chuột à. Hai chuột là nó giữ hai chuột. Michiko Bachiko. Nè là Normal Order Tag là nó ghi là cái gì ta? Cái chiêu này nó ghi là sao? Nó ghi là đánh cho đầy cái thanh này à. Trái đánh cho đầy cái level 5 luôn à. Đánh cho đầy cái thanh này thì thôi à. Ủa cái này làm sao để qua? Đánh thường vậy thôi hả? Cái này làm sao để qua đây? Nó ghi là normal auto attack thì tấn công bình thường là sao? Đánh thành block dam à. 1 2 3 4. Rồi sao nữa? Đánh thường thôi anh, là đánh thường thôi à nè. Quy 1. Ủa sao đánh hai lần nó bị lỗi rồi? À đánh thường thôi à, đánh liên tiếp 5 đòn. Đánh liên tiếp 5 đòn. Rồi ok, đánh liên tiếp 5 đòn. Rồi. E1, E2, E3, E4. À đỡ đòn rồi, ok. Net để coi thử cái ultimate mấy anh em. Rồi skill 3 là tích full thanh nổ đúng không? Này nó kêu đầy tích đầy thanh luôn à. Sao đánh nó đâu có lên đâu mà cho kêu sao tích đầy thanh được. Mấy gì hiện đại à, ECE để đây à. Một, hai, ba, bốn, năm. Ủa Cái này là đánh thường 5 cái này. Cái này là đánh liên tiếp nè. Một, hai, ba, bốn à, rồi xong đánh thường à. Rồi xong đánh thường. À rồi xong đánh thường được liền luôn à. Rồi xong đánh thường à. Ủa sao nó yêu cầu R mà. Táp R à, sau khi R bạn đánh thường. Ủa R đánh thường nè. Nó bị delay mà. Hay là chờ nó đấm vô. À rồi ok đánh thường. Rồi ok đánh phải ai. Cái này nó block rồi. Trời má, con này chuyên về block luôn mấy ông à. Mày skill nó chuyên về block luôn rồi. Rồi ok, cái đòn thứ 5 nè, đòn thứ 5 của nó nè. Nào đòn thứ 5 nè. Nước chảy đá mòn. Rồi. Nãy giờ vẫn chưa test được ultimate ta. Vẫn chưa được test ultimate ta. Rồi ultimate ở đâu? Rồi ultimate của nó đâu mấy ông? Rồi đó, đỡ đòn luôn nè. Đó, đỡ đòn liên tục luôn nè. Ôi mày cái đỡ đòn của con này dễ không? Đỡ đòn của con Zombie Man mấy ông à. Mày cái đỡ đòn của con này dễ vậy cứt. Ủa con này nó không có tê à. Ôi con này đâu có tê đâu. Ôi con này đâu có tê đâu mấy ông. Ôi con này đâu có tê đâu. Con này đâu có ultimate đâu. Là cái tê á. Tôi đang hỏi cái tê. Con này nó có tê không vậy? Là con này nó có skill tê không?
Nó không có đúng không? Trong skill tôi đâu thấy đâu nè. Đây nè, làm sao đi tiết cái T? À đây nè, có T nè. Ủa có nè. Có T mà tại sao công công trong kia nó không đánh ra được cái T ta? Nó không đánh combo được cái T ta? Tết tết trong chế độ nào mà đánh được cái T ta để tao đi vô tuấn boss mấy em, để vô có chế độ boss tuấn con boss đây vô boss tuấn boss rồi có T rồi đây. Cần ba đồ quỷ gì đâu. Rồi đây tuấn boss là có T. Ồ đang đâm chính là con bi vàng à, lấy con ban ra mấy em. Thằng này sao tại sao nó không lấy con ban làm đâm chính ta? Bang này miệng bang này block sẽ chung dễ mà. Rồi, đây rồi, dặn dai rồi. Ôi mẹ con bang này block sẽ chung đã bể cước mấy ông ơi. À ban auto cho gánh đam à. Ban này sẽ auto lựa thế để tôi test thử cái tê của ban này chỉ như thế nào mấy anh em. Ở đây muốn test thử cái tê nó sẽ như thế nào. Nước chảy đá mòn. Bạch mẹ ban gánh đam gì chả qua nó đánh hôm qua bữa giờ đánh con bi vàng sao mà qua được con này được đó. Con này phải đánh tay với đánh bi vàng sao mà qua con này phải đánh tay chứ. Ủa hụt người kêu nè. Chị gái ơi chị xuống đi chị ơi, mẹ cầm con bi vàng cho đánh qua con này mấy ông. Mẹ đánh tay đam mới to chứ sao auto đam to được mấy ông, nó lạ kỳ thiệt. Mấy ông đánh tay đam mới to chứ nó đánh con bi vàng của qua điếu đâu. Đánh con bang đam mới to, mấy ông đánh đây đam mới to chứ đánh auto đánh như cái đầu bụi. À đây là cái tê của nó này, ultimate nè. Hoài đồ 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 mẹ trừ kêu hay combat đã tay mấy nè. Hoài hoài quá đẹp vãi à nhóc Dương Chỉ. Trời ơi đủ vãi cứ kìa. Thấy không? Nó đánh con bi vàng, mấy ông đánh con bi vàng sao qua, mấy ông đánh tay mới qua chứ mấy ông kêu lạ kỳ. Auto mà đam to hơn đánh tay sao auto đam to hơn được. Tụi đâu có xài skill đâu. Đánh con bi vàng sao qua, giỡn hoài. Mày đánh con ban mấy ông đánh tay skill mới qua chứ cái con đam chính của mấy ông đánh skill đấy mới qua chứ còn để bên kia nó đâu xài được ultimate đâu. Một ultimate nó bằng 30% cái máu của con boss mẹ rồi. Mấy ông để auto nó để bên team phụ đâu có xài được ultimate đâu sao mà gánh đam được. Vô lý. Được, skill đẹp. Skill hay combat đã tay. Để tôi ra tôi test thử con bi vàng luôn mấy anh em đó, xong con ban rồi đó. Mẹ xong con ban rồi để tôi ra tôi test thử con bi vàng luôn, chưa được chơi con bi vàng. Tại vì ultimate của mấy con SR nó mạnh lắm, nó chiến 30% đam mà.